Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Phước Sửu Realtor. Và hôm nay Phước Sửu sẽ review cho quý anh chị biết được cái tiến độ mới nhất của dự án Saga Nhà Bè. Và đồng thời Phước Sửu sẽ phân tích cho quý anh chị giá bán của những cái sản phẩm Saga Nhà Bè thời điểm này có phải là thời điểm nên đầu tư hay không. Như mọi người đang nhìn thấy thì mặt trước của những cái căn Saga là những căn shop house, và bên trong là dãy nhà phố, và bên trong nữa là những căn biệt thự song lập, và sau đó những cái căn đơn lập sát bờ sông. Thì gần như là đến khoảng 80% là những cái cơ sở hạ tầng, đường xá, điện và những cái tiện ích là đã lên rồi. Hiện tại thì có khoảng 2 clubhouse đang đưa vào hoạt động, và trong đó có một clubhouse thì chuẩn bị xây dựng. Đường xá ở đây thì khá đẹp, cây xanh gần như là phủ rợp bóng rồi. Và mọi người nhìn thấy thì chủ đầu tư hoàn thiện bên ngoài, bên trong thô, nên toàn bộ dự án phủ một lớp sơn với một cái cách thiết kế bán cổ điển. Ở đây thì những cái căn nhà theo một kiến trúc châu Âu nên gam màu này rất là sang trọng, ấm cúng, và đặc biệt là giống như khách sạn 5 sao ở đây, resort 5 sao quý vị ạ. Rồi, góc máy quay của Phước Sửu đang di chuyển đến một clubhouse gọi là clubhouse A31. Ở đây clubhouse này khá rộng rãi và có nhiều tiện ích ở bên trong luôn, gồm có là hồ bơi, phòng tập gym, phòng karaoke, pizza, bóng bàn, và có khá nhiều tiện ích cây xanh, có bốn mùa với những cái bốn cái công viên xuân hạ thu đông, khá đẹp, khá đẹp phong quý anh chị. Và mức giá của khu Saga Nhà Bè này hiện tại đang có một mức giá khá tốt để cho quý anh chị đầu tư. Thì Phước Sửu phân tích sơ qua về cái dòng sản phẩm đầu tiên, đó là dòng sản phẩm shop house. Với mức giá năm ngoái, dòng sản phẩm shop house giá từ khoảng từ là 32 đến 33 tỷ với diện tích ngang 7, dài 17, thì bây giờ mức giá giao dịch còn là khoảng 18,5 nhân cho 18,5 đến là 21 tỷ một căn, thì gần như cái mức giá giảm đến khoảng 12 đến 13 tỷ, giảm gần như khá sâu từ 35 đến 40%, và có là để cho quý vị có cơ hội đầu tư cực kỳ hấp dẫn tại nơi đây. Một cái mức giá gọi là gần như là về sàn rồi, về mức giá trị thực, và mức giá khá tốt để quý anh chị lựa chọn nơi đây là một cái tâm điểm đầu tư. Về những cái căn biệt thự 300m² và có khoảng 150m² giống như là Phước Sửu đang quay, thì với mức giá hiện tại dao động tầm khoảng từ là 45 đến 48 tỷ một căn. Cái giá này đã thấp hơn so với cái giá cùng kỳ này so với năm ngoái là khoảng là 55 đến 65 tỷ một căn. Và bây giờ góc máy quay của Phước Sửu sẽ di chuyển vào cái phân khu VIP, nhất là phân khu A30. Ở trong này thì có một số căn gọi là 250m² và căn 300m². Với cái phân khu này thì có những cái căn dinh thự đến 600m², và hiện tại cái mức giá đang chào bán khoảng từ là 65 đến 75 tỷ tùy theo những vị trí. Những cái căn này gọi là căn dinh thự và có hầm dưới đất luôn. Mọi người nhìn sơ qua tổng thể về những cái căn biệt thự và những tiến độ mới nhất của chủ đầu tư GS Hàn Quốc tại dự án Saga Nhà Bè. Và nơi đây là một cái tâm điểm đầu tư khá tốt. Phước Sửu chỉ điểm qua một vài giá cả của những cái sản phẩm gọi là mình tâm điểm để quý anh chị nhận thấy đây là một cái cơ hội đầu tư khá tốt. Còn đi sâu vào hay là tìm hiểu thêm thì quý chị hãy inbox ngay cho Phước Sửu, và đặt lời hẹn Phước Sửu sẽ đưa vào quý chị xem chi tiết từng căn nhà và có những mức giá phù hợp để anh chị có thể đàm phán và lựa chọn nơi đây là một nơi đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Và như góc máy quay của Phước Sửu là đây là một cái con đường để đi qua phân khu 2. Phân khu 2 với diện tích là 42 hecta, trong đó có khoảng 150 căn biệt thự và một số là căn hộ cao cấp cao tầng. Thì quý vị cùng chờ đón những cái sản phẩm giai đoạn 2 đến từ chủ đầu tư Saga này nhé. Rồi, để có nhiều thông tin hơn nữa về những cái căn biệt thự đang rao bán và những cái phân
khu thứ hai thì đừng quên inbox cho Phước Sửu theo số tay bên dưới. Phước Sửu sẽ đưa quý anh chị đầy đủ những thông tin và đồng thời cho quý anh chị trải nghiệm nơi đây là một nơi đáng để đầu tư an cư và lập nghiệp nha. Xin chào và hẹn gặp lại.